Dạng số 1 là chúng ta đưa về cùng một cơ số. Chúng ta sẽ có đây. Đầu tiên, phương trình loga chúng ta là loga cơ số A của Fx bằng B. Thì phương trình này tương đương. Các em chú ý này, đây là một cái dạng cơ bản nhất của phương trình loga. Phương trình này sẽ tương đương này. Đầu tiên là điều kiện cơ số A. Nếu như cơ số A chưa biến thì chúng ta điều kiện A lớn 0, A khác 1. Còn nếu như A là một số thì rõ ràng là không cần phải điều kiện gì cả. Fx lớn 0 bắt buộc phải điều kiện, được chưa? Và cuối cùng, phương trình nó sẽ tương đương với Fx bằng A mũ B. Chúng ta dựa vào định nghĩa về số loga để chúng ta tìm cái Fx kia. Từ đó chúng ta giải phương trình Fx bằng A mũ B, tìm ra x và đối chiếu với những điều kiện để chúng ta kết luận x có là nghiệm của phương trình hay không. Được chưa? Đấy là dạng toán đầu tiên của loga. Dạng toán thứ hai, khi chúng ta thấy trong phương trình xuất hiện hai cơ số, hai cái loga cùng cơ số. Loga cơ số A của Fx bằng loga cơ số A của Gx. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta vẫn là điều kiện A lớn 0, A khác 1 nếu như cơ số A chưa biến x. Và thứ hai đó là Fx bằng Gx lớn hơn 0. Lớn 0 ở đây các em có thể chọn một là Fx, hai là Gx. Chúng ta chỉ cần điều kiện một trong hai. Được chưa? Và điều kiện cái Fx hoặc Gx anh nào dễ hơn thì chúng ta lấy. Anh nào khó hơn thì chúng ta không cần thiết về điều kiện mà chọn điều kiện anh dễ hơn. Được chưa? Đây là những cái dạng cơ bản nhất. Một số phương trình loga nó chưa về dạng cơ bản này, nó chưa phải là dạng cơ bản này, bắt buộc các em phải biến đổi về dạng cơ bản và biến đổi sử dụng những quy tắc cũng như tính chất của loga. Thì cái việc biến đổi đó chúng ta gọi là đưa về cùng cơ số. Hiểu chưa? Đưa về cùng cơ số, đưa về dạng cơ bản. Hiểu chưa?